Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel OVBiz. Cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh từng gây chú ý với nhiều thông tin lùm xùm, trong đó có cả việc đi xe sang do doanh nghiệp tặng. Trước ông Nguyễn Xuân Anh cùng từng có nhiều lãnh đạo nhận xế hộp tiền tỷ của doanh nghiệp trở thành tâm điểm dư luận. Hôm nay xin mời quý vị cùng OVBiz điểm lại những vụ tặng xe sang cho lãnh đạo gây xôn xao dư luận. Một, cựu bí thư Đà Nẵng nhận xe sang của doanh nghiệp. Tại kỳ họp 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung, trong đó có kết luận điều tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Xuân Anh cũng bị kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt, trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của đồng chí đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong ban thường vụ thành ủy. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, ông Nguyễn Xuân Anh thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp gây dư luận xấu trong xã hội. Còn nhớ, hồi tháng 2 năm 2017, dư luận xôn xao khi báo chí đăng tải thông tin nghi vấn bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi xe trị giá 2,5 tỷ đồng, mang biển số giả, được cho là vi phạm tiêu chuẩn bí thư thành phố trực thuộc trung ương chỉ được sử dụng xe dưới 1,1 tỷ đồng. Sau đó, văn phòng thành ủy Đà Nẵng xác nhận xe biển xanh 43A 29999 đang được bí thư thành ủy sử dụng. Tuy nhiên, đây không phải xe mang biển số giả mà đã được Bộ Công an cấp biển số và đăng kiểm cho thành ủy Đà Nẵng. Theo hóa đơn mua bán, chiếc xe hiệu Toyota Avalon Limited 5 chỗ có giá 1,3 tỷ đồng, bao gồm cả thuế và do doanh nghiệp tặng. Thường trực Thành ủy Đà Nẵng sau đó đã chỉ đạo văn phòng Thành ủy tiến hành ngay các thủ tục chuyển trả chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi hiệu Toyota mang biển kiểm soát 43A29999 do doanh nghiệp tặng. Hiện, chiếc xe này do văn phòng Thành ủy Đà Nẵng quản lý. 2. Doanh nghiệp tặng hai xe Lexus cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Vào năm 2017, dư luận Cà Mau bàn tán về hai chiếc siêu xe Lexus GX460 gắn biển xanh 80A mà tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh này đang sử dụng. Hai chiếc xe trên giá xuất hóa đơn là hơn 6,2 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, tháng 3 năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch Công Lý đã tặng cho Cà Mau hai chiếc xe nói trên. Chiếc màu trắng được tặng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, biển xanh 80A 33839. Chiếc màu bạc tặng cho tỉnh ủy Cà Mau mang biển xanh 80A 36969. Trao đổi về hai chiếc xe trên, ông Nguyễn Tiến Hải, chủ tịch tỉnh Cà Mau cho biết, việc tặng và nhận hai chiếc xe trên đã thực hiện theo đúng quy trình. Cụ thể, khi doanh nghiệp có nhà ấy tặng xe, tỉnh giao Sở Tài chính giả soát, tiếp nhận đúng quy trình nhận tài sản tặng cho. Sau đó, Sở Tài chính có đề xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp nhận, giao Ủy ban nhân dân tỉnh một chiếc và tỉnh ủy một chiếc sử dụng cho việc công. Về mục đích doanh nghiệp tặng xe cho tỉnh, ông Hải cho hay: Doanh nghiệp tặng 2 ô tô cho Cà Mau nhằm phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dân, hạn hán xâm nhập mặn, đê kè, phòng chống lụt bão, cháy rừng. Tại thời điểm tặng xe, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang xảy ra hạn hán gay gắt kéo dài mà tỉnh lại thiếu rất nhiều xe để sử dụng. Cả văn phòng tỉnh ủy và văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cũng thiếu xe. Khi các đoàn trung ương đến Cà Mau bằng máy bay không mang xe theo, tỉnh có xe tốt đưa rước đi làm việc cũng tốt. Không có chuyện vì nhận xe mà tỉnh có những ưu ái cho doanh nghiệp như đồn đại, ông Hải nói. Theo tài liệu có được, ngày 29 tháng 3 năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ký liên tiếp hai quyết định năm 29 và năm 30 giao hai xe trên cho tỉnh ủy Cà Mau và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau quản lý sử dụng. Các quy định này nêu rõ căn cứ là dựa vào quy định hiện hành và tờ trình của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau. Tại Cà Mau còn có hai xe công khác mang biển xanh 80, trong khi các tỉnh lân cận như Bạc Liêu, Sóc Trăng, lãnh đạo tỉnh vẫn đi xe gắn biển số theo đúng mã của tỉnh như Bạc Liêu là 94, Sóc Trăng 83. Chúng tôi thắc mắc vì sao Cà Mau có đến 4 xe gắn biển xanh 80, ông Hải nói ngắn gọn. Cái đó đề nghị hỏi đơn vị cấp biển số là Bộ Công an. Trong khi đó, ông Tô Hoài Dân, tổng giám đốc công ty công lý phía bên tặng xe cho rằng bản thân ông là một chủ doanh nghiệp, đồng thời là người con của tỉnh Cà Mau, có nhiều dự án lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nên việc đóng góp một phần cho tỉnh Cà Mau là việc rất bình thường. Ông Dân cũng cho rằng ông tặng xe là tặng cho tập thể, chứ không phải là tặng cho một cá nhân nào, nên nói ông tặng để lấy lòng lãnh đạo là không đúng. Theo ông Dân, trước khi trao tặng xe, ông có nói với lãnh đạo tỉnh giả soát xem có gì sai quy định hay không, để sau này xảy ra rắc rối thì phiền phức và cán bộ tỉnh đã trả lời là đúng quy định. Thời điểm này tôi đang đầu tư một số dự án thuộc vùng sâu của tỉnh Cà Mau mà lãnh đạo tỉnh thì rất thiếu xe nên việc tham quan, giám sát dự án gặp nhiều khó khăn. Tôi hỏi mới biết Trung ương và chính phủ chưa cho phép xuất tiền mua xe nên tôi mới có nhã ý tặng cho tỉnh, ông dân nói. Còn về việc tạm ứng 25 tỷ đồng, ông dân nói. Trước đây khi sửa chữa nhà máy xử lý rác, tôi cũng đã tạm ứng 20 tỷ đồng và lần này cũng tương tự như lần trước, chứ không phải vì tôi tặng xe mới được tỉnh cho tạm ứng. Qua tìm hiểu được biết, trước đây tỉnh Cà Mau cũng đã từng cho doanh nghiệp này tạm ứng 20 tỷ đồng. Số tiền này được trừ dần vào 50% chi phí mà ngân sách tỉnh phải trả cho phía doanh nghiệp trong việc xử lý rác. Liên quan đến số tiền 25 tỷ đồng cho công ty công lý tạm ứng, ông Đoàn Quốc Khởi, giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho rằng, việc cho ứng trước nguồn kinh phí nói trên chưa có quy định cụ thể tại văn bản nào, nhưng pháp luật cũng không cấm điều này. Ngoài ra, việc điều hành ngân sách của địa phương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh dựa trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương. Việc cho doanh nghiệp tạm ứng ngân sách như trên có thể gây hiểu nhầm, nhưng thực chất đây là nguồn ứng trước nguồn kinh phí phải trả hàng tháng cho doanh nghiệp để thực hiện xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh được quy định tại điều 38 và điều 56 luật Nhân sách nhà nước năm 2015. Ông Khởi khẳng định. 3. Doanh nghiệp Nghệ An tặng 2 xe tiền tỷ cho địa phương. Thông tin được các báo đăng tải cho biết từ năm 2015, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An được hai doanh nghiệp lớn tặng hai xe ô tô hiệu Toyota Land Cruiser có giá trị nhiều tỷ đồng để sử dụng trao đổi với phóng viên VietnamNet vào năm 2017, ông Lê Đức Cường, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, các bộ phận chuyên môn đang viết báo cáo trả lời xung quanh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được doanh nghiệp tặng xe ô tô hiệu Toyota Land Cruiser V8 biển kiểm soát 80A. Ông Cường thông tin, chiếc xe có giá khoảng 2,7 tỷ đồng, được doanh nghiệp tặng nhằm phục vụ mục đích sử dụng chung của văn phòng. Cùng thời điểm này, Văn phòng tỉnh ủy Nghệ An cũng được doanh nghiệp tặng một chiếc xe như trên. Giá trị của hai chiếc do doanh nghiệp tặng là tương đương nhau. Doanh nghiệp tặng xe tất cả thủ tục là thủ văn phòng. Bây giờ chúng tôi đang báo cáo thường trực tỉnh ủy và các cơ quan chức năng. Còn doanh nghiệp nào tặng thì phải ra soát lại cho chính xác, từ tên tuổi, địa chỉ ở đâu. Chúng tôi đang cho bộ phận tài vụ đội xe lục lại hồ sơ cho. Ông cường thông tin, một là thời điểm tặng xe, hai là tên đơn vị tặng, ba là mục đích của việc tặng xe là gì. Người phát ngôn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng thông tin. Mục đích ban đầu anh em văn phòng báo cáo là tặng xe để công tác chung. Vì tỉnh Nghệ An có 11 huyện miền núi, có vùng biên quan hệ ngoại giao ba tỉnh nước bạn Lào, đồng thời làm công tác quy tập mộ liệt sĩ cho quân tình nguyện Việt Nam ở Lào. Do đó, văn phòng ủy ban xin chiếc xe hai cầu gầm cao để thuận tiện công tác. Tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, ông Hồ Phức Hợp, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Nghệ An cho biết, chính phủ đang yêu cầu các bộ, ban, ngành địa phương báo cáo về việc các doanh nghiệp, cá nhân cho tặng biếu xe để báo cáo thủ tướng. Nghệ An hiện nay cũng đã nhận được thông tin và có báo cáo việc hai chiếc xe. Thông tin này sẽ được chuyển đến ủy ban nhân dân tỉnh trả lời và xem nguồn gốc. Cũng giống như các tỉnh Cà Mau, Đà Nẵng sẽ có báo cáo cụ thể. 4. Doanh nghiệp tặng hai xe Toyota trị giá 6 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Nông. Dư luận cũng từng xôn xao về doanh nghiệp tặng cho lãnh đạo tỉnh Đắk Nông hai chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng. Cụ thể vào tháng 6 năm 2016, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc, đơn vị thi công tuyến đường tránh thị xã Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, tặng cho tỉnh ủy Đắk Nông một xe ô tô hiệu Toyota Land Cruiser trị giá 2,8 tỷ đồng. Chiếc xe này được cấp biển kiểm soát là 48A00258, chủ sở hữu đứng tên là Văn phòng tỉnh ủy Đắk Nông. Tiếp đó vào tháng 10 năm 2016, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tặng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông một xe ô tô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser trị giá 3,72 tỷ đồng. Chiếc xe này được cấp biển kiểm soát 48A 00250 với chủ sở hữu là văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Theo ông Ngô Xuân Lộc, Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, cả hai chiếc xe này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông lập thủ tục tiếp nhận, xác lập quyền sở hữu nhà nước, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao cho văn phòng tỉnh ủy và văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để quản lý sử dụng. Mục đích chuyên dùng của hai chiếc xe này là để phục vụ công tác an ninh quốc phòng, biên giới, phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai và các nhiệm vụ quan trọng khác chứ không dùng để chở riêng một lãnh đạo nào cả. Ông Lộc cho biết thêm. Ông Lộc lý giải, đối với ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thì họ cũng tặng xe cho nhiều tỉnh trong cả nước, hoàn toàn không có chuyện riêng gì hết. Đối với công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc không phải là doanh nghiệp đóng trên địa bàn, không có hoạt động gì, chỉ có quen biết nên họ lấy nguồn ra mua xe hỗ trợ. Mặc dù đơn vị này đang xây dựng đường tránh cho thị xã Giang Nghĩa, nhưng đây là dự án của bộ Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo với chính phủ khá lâu rồi để xin ý kiến chỉ đạo xử lý hai xe này. Tuy nhiên hình như chính phủ đang chờ để chỉ đạo chung cho các trường hợp doanh nghiệp tặng xe trong cả nước. Cuối cùng, tin từ văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 8 tháng 5 năm 2017 cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có phương án xử lý hai chiếc xe Toyota Land Cruiser do doanh nghiệp tặng và hai chiếc xe này đã được mang đi bán đấu giá. Trên đây là những vụ tặng xe sang cho lãnh đạo gây xôn xao dư luận. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share đồng hộ OVBiz. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.